Vâng, và ngày hôm nay ở trong trường quay của chúng tôi, hình ảnh của những cây đa, của những mái nước, của những sân đình, của làng quê rất yên bình cũng đã được một người nghệ sĩ tái hiện thông qua một đồ vật hết sức đặc biệt, những chiếc quạt khổng lồ. Và cũng xin được giới thiệu khách mời ngày hôm nay, nghệ nhân Dương Văn Đoàn với bộ sưu tập quạt hết sức đặc biệt của mình. Xin chào anh ạ. Xin chào MC chương trình Cà Phê Sáng. Xin chào khán giả Cà Phê Sáng ạ. Vâng, trước hết thì anh Đoàn có thể giới thiệu một chút với quý khán giả về bộ sưu tập những chiếc quạt khổng lồ rất đặc biệt này của mình ạ. Qua một cái thời gian về cái sự đam mê của nghề quạt thì tôi muốn lưu giữ cái nghề truyền thống của các cụ cộng với cái sự kiến thức các cụ còn là trao đổi cho mình, thì kết hợp với cái chất liệu cây tre thân thiện với môi trường, cái thứ hai là về bột màu, tôi sẽ làm những cái tác phẩm đang trưng bày trên trường quay đây. Vâng, để làm ra được những chiếc quạt khổng lồ như thế này thì điều gì là quan trọng nhất ạ? Đàn chúng quạt khổng lồ thì tất cả nói chung là đều phải có những người nghệ sĩ phải thổi tâm huyết vào nó. Dạ. Từ khâu chọn nguyên liệu cho đến tất cả các chi tiết nhỏ đều phải có những cái tâm huyết vào nó thì sản phẩm mới được tinh xảo như thế này. Vâng, và được biết anh là cái người con duy nhất nối nghiệp cha mình để có thể tiếp tục cái nghề truyền thống làm quạt Tràng Sơn. Vì sao anh lại có cái niềm đam mê và cái mong muốn theo đuổi với nghề truyền thống này ạ? Vì tất cả những cái nghề của truyền thống các cụ để lại cho bản thân tôi rất là yêu thích và quý mến nó, và muốn rằng nói chung là duy trì và phát triển nó. Dạ. Vâng, và ở đây thì anh cũng đã mang đến từ những cái chiếc quạt khổng lồ này và cả những cái quạt mà rất là đặc biệt có thể làm nên những chiếc mũ như thế này. Anh có thể giới thiệu một chút được không ạ? Vâng, thì tất cả những sản phẩm mình quay trên quay này đều có ấn tượng với mình hết từ khi buổi sơ khai. Ví dụ như chiếc mũ chẳng hạn, thì qua một buổi đi biển mình thấy rằng là tại sao người ta lại có cái mũ trắng cát mà mình về mình từ cái quạt đó mà mình sao mình không thiết kế thành một cái mũ để nó vừa có nhiều tiện ích, vừa là để mà đội trắng cát, vừa mà để cái này quạt trong những lúc sử dụng quạt bình thường. Trong những lúc nóng và, đúng không ạ? Cũng có một tò mò, đấy là những cái sản phẩm của Tràng Sơn thì khác gì so với những chiếc quạt khác? Những cái sản phẩm của Tràng Sơn thì rất là khác. Nhất là đối với sản phẩm gia đình tôi, mà phần tôi làm thì thực ra từ cái khâu công đoạn đầu đến công đoạn cuối mình rất là trau chuốt nó. Vâng. Mà từ cái chi tiết đến cái tỷ lệ, tất cả mọi cái nó khác hoàn toàn với cái sản phẩm khác. Vâng, ví dụ như là để làm ra được những chiếc quạt khổng lồ như ở đây đây thì sẽ cần phải có những cái bước nào và đâu sẽ là cái công đoạn mà đòi hỏi cái sự khó khăn và sự tỉ mỉ nhất ạ? Tất cả công đoạn đều rất quan trọng, từ khâu chọn nguyên liệu cho đến khâu đến bàn tay của người thợ con này trâu chuốt từng cái chi tiết nhỏ. Vâng. Đến cuối cùng lại để mà đưa lên cái sản phẩm, cái đề tài gì đấy, lúc đấy là khâu quan trọng nhất. Vâng. Để mà cái sản phẩm đó có hồn. Vâng, nghĩa tôi cũng rất là tò mò, nghĩa là một cái chiếc quạt bình thường đây, quạt cầm tay như thế này thì chắc là chúng ta rất là quen thuộc và cũng không có gì khó khăn, nhưng mà để làm được một cái chiếc quạt khổng lồ như thế kia ấy, thì nó sẽ bao gồm những cái bước nào, những cái giai đoạn nào ạ? Bao gồm tất cả các bước, bây giờ thì khi khâu chọn nguyên liệu cho đến mình tính tỷ lệ của cái sản phẩm khi mình mở ra. Nếu như về tỷ lệ không chuẩn thì mở ra cái sản phẩm nó sẽ không ưng ý. Vâng. Và cái thứ hai là nó sẽ không đạt được cái mong muốn của mình. Vâng. Quạt này là những cái quạt mà mình tự vẽ, nhưng mà em thấy rằng là cái nét nghệ thuật ở trong đấy giống như là một người học bài bản vậy á. Thực ra cái này thì mình không qua một trường lớp nào cả. Thì chỉ vì các cụ ngồi làm thì mình xem thôi. Mình xem thì mình tất nhiên cái sản phẩm đầu tiên các bạn nhìn thấy đấy. Cái sản phẩm đầu tiên thì có những cái sản phẩm ở đây là từ khi buổi sơ khai. Vâng. Cho đến khi mà đến giờ phút này nó đến những cái sản phẩm như này thì trải qua một cái thời gian rất là dài. Mà có được cái sản phẩm này, cho nên tất cả những sản phẩm này nó ấn tượng với mình rất là nhiều. Từ khi bắt đầu mình làm cho đến bây giờ là có những sản phẩm như này. Vâng. Để làm ra được một cái bức tranh vẽ ở trên quạt như thế này thì mất bao lâu hả anh? Thì nếu có bức tranh vẽ quạt này thì ít nhất là khoảng tầm từ 2 ngày với mình 2 đến 3 ngày. Vâng. Một chiếc quạt to như thế này ạ? Vâng. Và nghĩa là chỉ thường là có một họa sĩ hay là một mình thôi ạ? À thế ạ. Vâng. Wow. Ngọc Ánh cứ nghĩ rằng là một chiếc quạt khổng lồ với một bức tranh to, đẹp và có vẻ như là rất là nghệ thuật bài bản như thế này sẽ phải khoảng 2 tháng. Và thông thường thì là những cái tác phẩm của anh ấy, thì nó sẽ được trưng bày và nó sẽ xuất hiện ở trong những không gian nào ạ? Cái sản phẩm của mình thì thực ra chung là nó được xuất hiện ở các cái không gian, cái là trưng bày ở phòng khách với cái này các cái... Thực ra cái quạt ngày trước kia ấy thì các cụ sản xuất ra là chỉ là một cái tiện ích thôi. Nhưng đến bây giờ thì với cái xu thế hội nhập thì bắt buộc mình phải cái này đưa vào rất nhiều cái tiện ích thứ nhất nói chung là để quảng cáo cho một thương hiệu chẳng hạn. Hoặc không nữa thì nói chung để bây giờ đang cái sản phẩm mình đang thế mạnh là mình đang trưng bày để trưng bày các cái phòng khách, các cái ngôi nhà để cho nó tôn vẻ đẹp của ngôi nhà lên.
Vâng. Có thể nói rằng đây cũng là một loại hình thủ công và cũng mang những cái nét văn hóa truyền thống của Việt Nam rất là đậm đà. Thế thì có bao giờ anh Đoàn nghĩ rằng là mình sẽ lưu giữ những cái văn hóa này để khi mà mình không làm nó nữa thì thế hệ sau sẽ làm? Thực ra cái đấy mình cũng đang rất muốn. Vâng. Nhất là mình muốn, bạn biết là tất cả các sản phẩm của mình đây họa trên đó thì không ngoài những cái vấn đề cái này thì cái sinh hoạt đời thường của người dân Việt Nam. Vâng. Mà mình truyền tải cho khách, nhất là khách quốc tế biết rằng là cái sinh hoạt đời thường của người dân Việt Nam trên cái sản phẩm của mình. Vâng, và quả thật là khi mà nhìn những chiếc quạt khổng lồ mà anh Đoàn đã mang đến trường quay ngày hôm nay, chúng ta như thấy được một khung cảnh của làng quê Việt Nam với đời sống, với văn hóa, với những gì nó thân thuộc nhất. Và thông qua những cái chiếc quạt với những hình ảnh tưởng chừng như là tĩnh này thì chúng ta cũng có thể hình dung ra được cả một bối cảnh hết sức sống động ở xung quanh đó. Cảm ơn anh Đoàn rất nhiều với những chia sẻ ngày hôm nay và chúc cho anh cũng sẽ tiếp tục có thêm nhiều những sáng tạo nữa để có thể làm nên nhiều cây quạt khổng lồ, thật độc đáo, thật đẹp để có thể mang đến cho công chúng, mang đến cho khán giả. Cảm ơn anh ạ. Xin cảm ơn chương trình Kể Về Sáng. Cảm ơn anh chị ạ.